Dì Tám ơi, dì Tám. Dì Tám ơi. Trời, chuyện gì vậy con? Trời, ông Bảy ơi. Ông bị sao vậy ông Bảy? Ông Bảy ơi. Ba con ngất xỉu ở ngoài đường đó. Rồi không biết ba con bị gì nữa. Đưa đi bệnh viện, đưa đi bệnh viện gấp đi con. Tôi có bị cái gì đâu. Trời ơi. Để tôi dậy. Ông như vậy mà ông nói ông không bị gì đâu. Hồi nãy con tính đưa ba đi bệnh viện á, nhưng mà con nói phải đưa qua nhà dì Tám. Ổng không chịu đi, rồi bay cũng không đưa ổng đi hay sao? Ổng không chịu về nhà ổng, ổng đòi qua nhà Tám. Tụi bay không có thấy lạ hay sao? Bông đó nha, hên đó. May là có thằng Long. Không á thì ổng chết dọc đường dọc xá rồi đó. Là sao vậy dì Tám? Ba con bệnh nặng lắm hả? Ba con bị ung thư thời kỳ cuối rồi. Ba, kêu ba. Ba bị ung thư hả? Ba nó bậy quá à. Ba nó bậy đó con. Ba có bị gì hết, ba còn khỏe lắm. Ông cứ nói thật đi, ông đừng có giấu nữa. Ông định giấu giếm cho đến chừng nào? Nói cho con nó biết, nó còn lo cho ông chứ. Là sao ba? Có thiệt không vậy ba? Con đừng có nói chuyện này cho vợ con, Cá Lóc, rồi thằng Cá Bóng nữa. Tụi nó mà có biết thì cũng không giải quyết được gì đâu. Chỉ làm cho mọi chuyện rối ren thêm thôi. Bà còn khỏe lắm, đừng có tin lời dì Tám con nói. Ung thư thời kỳ cuối, thời kỳ chót gì đó, tầm sàn không à. Bà, con đưa bà về nhà đi. Mà nhớ, ba dặn á, đừng có tỏ ra cái gì mà bất thường nghe chưa. Ba nhưng mà. Nhớ đó. Nghe lời ba đi. Biết ba đi đâu? Thưa ba, con mới về. Ba đi đâu sáng giờ vậy ba? Ba đi thăm mấy cái lọt cá. Này được nhiều không ba? Cá không có nhiều, hôm nay cá ít lắm. Dạ. Anh Long. Thưa ba, con mới xuống. À. Ủa, anh xuống đây chi vậy? Nó xuống thăm ba, có gì đâu. Thôi, vô nhà uống nước con. Dạ. Ba. Ba quên chuyện của con rồi hả? Giờ ba còn thân với ảnh, tiếp đón, rồi mở vô nhà uống nước nữa. Còn anh nữa, em đã nói hết với anh rồi mà. Sao anh còn xuống đây làm gì? Anh đừng tìm em nữa. Dân à, anh biết là anh sai. Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em. Em không cần anh bù đắp. Còn về chuyện chăm sóc cho ba thì để tụi em lo. Ừ. Thì ba em đã kết thúc với anh rồi. Anh xuống đây đòi chăm sóc ba em á, với danh nghĩa gì? Thôi, hết tình thì còn nghĩa con. Thì thôi, cứ coi nó là khách của ba đi. Có sao đâu. Khách của ba luôn kìa chị ba. Nè, anh về đi. Ba em á, là một người trọng tình nghĩa, không muốn mất lòng với ai hết. Vì anh đã làm tổn thương chị ba em quá nhiều rồi. Cho dù ba em có giận em đi chăng nữa, em cũng không cho anh bước chân vô nhà đâu. Thôi, kệ tụi nó đi lắm. Vô con. Ba. Anh đừng có nghĩ ba em đứng về phía anh á, thì anh muốn làm gì thì làm. Anh muốn ở lại thì anh ở. Ba em không đuổi anh á, nhưng mà em thì khác. Ba em mà đi mua cá một cái á, là em đuổi anh liền. Tốt nhất là anh đi về đi. Đừng để anh em mình mất hòa khí với nhau. Em có thể không cần anh, nhưng ba cần anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ ba trong lúc này đâu. Lúc này là sao? Anh nói gì em nghe không hiểu. An, bớt cái miệng lại. Ừ, dạ. Dân ơi, coi còn gì dọn thêm ra rồi ăn luôn con. Ây da. Rồi hai đứa ngồi xuống ăn cơm luôn nè. Dạ thôi, con không đói. Con thì no rồi. Thôi, con ăn đi con. Tụi nó ăn sao cũng được. Dạ. Ba, hôm nay ba lạ lắm. Con không hiểu ba được luôn á.
ba kêu chị Vân lên thành phố chăm sóc cho mẹ anh Long, đó là vì tình nghĩa, chứ đâu phải ba kêu anh Long xuống đây để hàn gắn với chị ba đâu. Còn cái chuyện hai người muốn quay lại với nhau á, chị ba quyết định mà, đúng không? Đúng rồi đó bà. Con biết nói về tình nghĩa thì thằng Long ở đây cũng từng là anh rể của con, lâu lâu nó về thăm ba ăn bữa cơm thì có gì là to lớn đâu. Trời ơi ba, chuyện này không phải là lớn bình thường mà là lớn rất lớn luôn á. Con về quê đây á là để lánh mặt ảnh mà, tự nhiên giờ ảnh về đây luôn rồi, sao con lánh mặt được? Thì con đừng có lánh mặt, hai đứa con cứ đến với nhau đi, như vậy ba cũng vui rồi. Ba thôi ba ăn cơm đi ba, mà ba đừng ăn thịt bò nghe ba. Ủa sao kỳ vậy? Ba em bị huyết áp với lại thiếu máu nữa thì càng phải ăn thịt bò chứ. Ba ăn đi ba. Thịt bò không tốt cho người bệnh ung thư. Ba đang thèm cá bóng kho. Cá bóng nào ba? Ăn cơm đi ba. Ba. Ừ. Sao này ba toàn bên anh Long không vậy? Ba không bên con gì hết trơn á. Không hiểu ba luôn. Chị ba không hiểu ba luôn, con cũng không hiểu ba luôn. Thôi ba ăn cơm đi, con vô nghỉ trước. Con cảm ơn ba đã cho con ở lại. Con muốn ở cạnh ba để chăm sóc cho ba. Khi nào mà sức khỏe ba không ổn, con sẽ đưa ba đi bệnh viện. Ba không sao đâu, ba khỏe mà. Con ăn cơm đi. Chú làm gì luôn nha chú? Chị xác hành nhỏ nhỏ giúp em thôi, nhỏ nhỏ thôi. Anh, cái này á, anh thêm giùm em 2 muỗng mình ướp cá trước. Xong lúc nào mình bỏ lên bếp á thì mình dai dạng cái gia vị sao ha? Rồi rồi. Ủa anh hai, anh hai qua đây có gì không? Chị anh hai, muốn em ra coi anh làm gì vậy? Trời ơi, anh là nhậu nhẹt say xỉn nữa hả? Bộ nhà không có cá cho mày làm hay sao mà qua đây mày đi làm không công gì người ta hả? Anh nói gì kỳ cục vậy? Ở đây em mới thực hiện được sáng tạo của em, kho cá bóng gì cam của em. Chứ ở nhà ba đâu cho em làm đâu. Mỗi lần em bày ra là ba la. Nè, mày đừng có viện cớ. Mày qua đây á là để tiếp cận, để gần gũi duyên. Trước giờ mày lông bông có làm được cái trò trống gì đâu. Mày qua đây diễn cớ mày đặt sáng tạo này nọ. Anh ơi, Duyên là bạn gái của em, em thương Duyên thật lòng mà. Bây giờ em qua đây em thực hiện cái sáng tạo sáng kiến của em, hay là em gần gũi Duyên cứ gì đâu mà sai. Tình yêu ăn được hả? Nè, anh hai mày cũng vì tình yêu nè cúc cung tận tụy. Mày nhìn anh hai mày đi, cuối cùng tao được cái gì? Anh hai, anh đừng có đem cái chuyện của anh ra áp đặt lên cuộc sống của em. Mọi người có một cái cuộc sống khác nhau mà. Anh thất bại đâu có nghĩa là em thất bại đâu. Ý mày nói anh hai mày thất bại hả? Đau à. Buông ra. Làm gì vậy? Tao không cần biết mày làm cái này là vì cái gì. Có thể mày sẽ thành công đó, nhưng trước mắt mày làm cái gì cũng phải nghĩ cho ba. Ba muốn mày nối nghiệp ba thì mày hãy dẹp ba cái sáng tạo này của mày đi, rồi về nhà làm theo những gì ba muốn. Ít nhiều gì á, mày cũng sẽ là một đứa con hiếu thảo, đặc biệt là không làm ba buồn. Chứ mày làm theo ý mày rồi cứ qua đây, ba ai biết được ba buồn đó. Anh mới là người làm cho ba buồn đó. Chỉ vì chuyện gia đình của anh thôi mà ba phải lao tâm khổ trí như thế nào. Đã vậy anh về đây anh còn nhậu nhẹt bê tha, làm cho ba phải phiền lòng. Anh lớn rồi mà anh hai, ba lo cho anh xong hết cuộc sống của anh rồi mà. Bây giờ tới lúc ba cần nghỉ ngơi, anh phải cho ba nghỉ ngơi chứ. Anh đừng làm phiền ba nữa. Ý mày nói anh hai mày bất tài vô dụng rồi dẫn đến thất bại hả? Nè, tao cũng đâu có muốn. Mà hơn nữa, tao cũng đâu có muốn ba phải lo cho tao. Nếu anh không muốn ba phải lo cho anh thì anh để khuất mắt ba. Anh muốn làm gì thì anh làm. Nếu như anh thất bại thì anh phải ý chí, anh cố gắng, anh nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần để anh làm lại từ đầu chứ. Chứ anh cứ viện cớ thất bại này thất bại kia, anh nhậu nhẹt bê tha hoài. Anh mới là người làm khổ ba đó. Anh đừng qua đây dạy đời em. Bây giờ anh không lên thành phố làm được chuyện gì thì anh về đây học nghề nối nghiệp ba đi. Miệng lúc nào cũng nói là thương ba, muốn ba vui,
Vậy mà lúc nào cũng làm ngược lại không à. Bữa nay mày dạy đời anh mày nữa hả? Anh hai đánh em, chưa bao giờ anh hai lại đánh em hết. Anh đi về đi, đừng bao giờ qua đây làm phiền cuộc sống của em nữa. Hai đứa vừa làm cái chuyện gì vậy? Tại sao đánh nhau ngoài đường? Cũng tại nó đó ba. Cá ở nhà có thì không kho, đem cái món sáng tạo của nó qua nhà chú Tư. Con còn nghe nói nó hợp tác làm ăn với chú Tư nữa. An, em muốn đi theo con đường của chú Tư chứ không muốn theo ba hả? Ba có cho em kho cá ở nhà đâu, với lại ba cũng bán thân hiệu chú Tư rồi. Em qua nhà chú Tư kho cá gì đâu là sai chứ. Thôi đi, đủ rồi, không có nói nữa. Dù sao con sai xỉn, con đánh em như vậy là con sai rồi. Ba, con quyền huynh thế phụ được mà. Quyền huynh thế phụ là khi nào ba nằm xuống kìa. Còn ba đang sống sờ sờ ở đây thì làm sao có quyền huynh thế phụ được. Hơn nữa, em con làm vậy có sai đâu. Sao bữa nay ba lại binh nó? Ba không có binh ai hết, mà nó qua đó nó kho có gì sai nè. Dù sao thì bây giờ cũng là độc quyền của chú Tư rồi, nó qua bên đó nó kho cũng được mà. Em qua đó kho cá là để kiếm tiền trả nợ cho anh hai đó. Ai cần em giúp hả? Anh tự làm tự trả được. Anh làm gì ra tiền mà anh trả? Em vừa mới nghe nói á, anh vừa bể thêm một dự án nữa chứ gì. Chuyện của anh không cần em xen vào. Bể dự án này thì anh làm dự án khác. Vậy có ngon anh làm đi, đừng có nhậu nhiệt say xỉn nữa. Nè, tâm trạng anh không được tốt, anh uống vài ly cũng không được hả? Hai đứa im đi. Anh hai với Út thôi đi, có biết ba đang mệt không? Làm gì ba lo lắng, rồi ba bệnh thì sao? Từ trước tới giờ ba có dạy tụi con đánh nhau ngoài đường không? Có dạy anh em tụi con đôi co cãi giả xỉ giả nhau không? Mà bây giờ tụi con lại làm như vậy. Gia đình nào mà chẳng có lúc này lúc khác, nhưng mà không thể nào giải quyết như cách tụi con được. Còn con nữa, nếu mà con muốn giúp anh hai con trả nợ á thì đừng có kể công. Ba, đó là cái món mà con sáng tạo ra thì con á qua đó làm, ba đâu có cấm đâu. Nhưng mà nếu con nói con làm, con trả nợ cho anh hai con thì ba không đồng ý. Cái chuyện mà nợ nần của anh hai con á là ba sẽ trả, không đến phần của con đâu. Ba, đó hai người thấy chưa, đừng có cãi nhau trước mặt ba nữa. Ba sao rồi ba? Ba không sao. Ba mệt hả ba? Dạ con mới mua yến xào nè ba, để con vô chân cho ba ăn nghe. Em vô phụ anh nghe. Anh thôi đi, nhà này không quan ngân anh, chuyện nhà tôi tự tôi giải quyết. Anh làm ơn đừng xen vô việc của nhà tôi nữa, mệnh về cho. Nhưng mà tại vì ba. Anh đừng có làm những chuyện như vậy nữa. Ba tôi không có quen ăn những thứ mắc tiền đó. Anh càng làm như vậy gia đình tôi càng mắc nợ anh. Biết bao giờ mới trả nợ hết đây? Tiền bạc không mua được tình cảm đâu. Anh không có dùng tiền mua tình cảm như em nói đâu. Nhưng mà tại vì ba. Anh thôi đi. Con im đi. Ở đây còn có ba là người lớn. Ba mới vừa nói anh hai con xong, bây giờ con giống với Trang đó à. Dạ ba mệt rồi, ba nghỉ ngơi đi ba, con xin phép. Mình ra ngoài nói chuyện chút được không? Còn hai đứa con nữa, từ ra sắp tới không được như vậy nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi, xin lỗi ba. Dạ xin lỗi anh hai. Anh hai cũng không đúng. Ba, con xin lỗi. Từ nay con sẽ chấn chỉnh lại bản thân mình, con sẽ không bỏ cuộc. Tụi con hiểu được vậy là tốt rồi. Thôi đi vô nghỉ đi. Dạ con xin phép ba. Ừ. Buông tay ra. Chuyện với anh và em không có gì để nói hết. Anh có làm gì cũng không có kết quả đâu. Chuyện nhà em, anh biết cái gì mà xen vô. Anh xuống đây, việc đầu tiên của anh là muốn thuyết phục em quay lại với anh. Nhưng mà giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Vậy trên về đây để làm gì? Anh lấy lòng ba của em để làm gì?
Ba em có nói gì em cũng không chịu đâu. Cuộc sống của em là do em quyết định. Anh không muốn lấy lòng của ba, nhưng hiện tại ba rất cần sự chăm sóc. Chăm sóc đúng không? Chăm sóc thì đã có ba anh em lo rồi. Anh em của tụi em lo không nổi đâu. Không nổi, lo không nổi là sao? Ba người mà không chăm sóc nổi cho ba, cần đến sự chăm sóc của anh hả? Em không biết nữa thôi, tại vì... Anh đi về đi. Anh muốn gia đình của em bất hòa thì anh mới hài lòng phải không? Ba không còn nhiều thời gian sống bên cạnh tụi em nữa đâu. Anh nói vậy là sao? Ba bị ung thư. Anh nói ai bị ung thư? Ba bị ung thư. Anh đừng có nói bậy. Anh không nói bậy. Dì Tám đã xác nhận rồi. Bà cấm mình không được nói cho mọi người biết. Bà nói là anh Vũ và An đều đang khởi nghiệp nên rất là khó khăn. Còn em thì còn đang buồn chuyện của anh và em. Bà không muốn mọi người phải phân tâm vì bà. Anh về đi. Em muốn ở một mình. Em ráng lo cho ba. Gì với con mà con khóc vậy hả? Con không muốn anh tới đây làm phiền nữa, cho nên là tụi con có to tiếng với nhau thôi. Ba thấy nó thương con cho nên nó mới làm như vậy chứ. Phiền cái gì mà phiền, con nghĩ lại đi, dù sao con với nó cũng là vợ chồng mà. Ơi, tụi con lớn rồi mà tụi con toàn gây phiền não cho ba, không có lo lắng gì cho ba. Ba lớn tuổi rồi mà tụi con còn làm khổ ba. Con xin lỗi ba. Con có lỗi gì đâu. Đây là chuyện của thằng Cá Lóc và thằng Cá Bóng mà. Tụi con bất hiếu quá phải không bà? Con ngoan lắm, con không có lỗi gì hết, nghe chưa? Bà ơi, con thương bà. Nín đi con, nín. Bà ơi. Nín đi. Nín đi con, nín. Nghe bà dặn nè, mai mốt á, mấy anh em con á phải yêu thương nhau thì ba không còn buồn nữa, nghe chưa? Dạ. Thôi vô nhà sau rửa mặt rồi đi ngủ đi.
Em nè, em đừng khóc nữa, ba nhìn thấy ba buồn. Em biết chứ, nhưng mà em cầm lòng không được. Em chưa phụng dưỡng ba được ngày nào. Đừng có nói vậy mà, ba rất tự hào về em. Anh Long, anh làm gì chị ba em khóc nữa vậy? Anh à, em hiểu lầm rồi anh à. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Em nói cho anh biết nha, kể từ cái ngày mà chị em lấy anh á, chị em không có ngày nào vui hết á. Bây giờ hai người không còn là gì của nhau nữa. Anh xuống đây á, chị em càng buồn hơn nữa đó. Anh đi về đi. Đi về. Anh à, nhưng mà cái gì? Anh đừng bao giờ xuống đây làm phiền chị em nữa. Anh xin lỗi. Dân, chăm sóc ba giùm anh nha. Gia đình của em á, em tự lo, anh không cần phải lo đâu. Anh đi về đi, đừng bao giờ xuống đây làm phiền gia đình em nữa. Chị ba nín đi, đừng có khóc nữa. Em đuổi anh đi rồi, anh không dám xuống đây làm phiền chị nữa đâu. Chị ba. Ủa chị ba. Anh Long. Dân. Anh Long à, anh đừng đi có được không? Anh và em, tụi mình đừng chia tay nha anh. Em nói thiệt hả? Anh chờ câu nói này lâu lắm rồi đó. Em làm như vậy là vì ba đúng không? Em muốn ba yên tâm khi thấy mình hạnh phúc. Em xin lỗi. Anh làm được mà. Anh cũng nghĩ mình nên như vậy. Ba đã vất vả cả đời rồi. Việc anh và em nên làm là khiến cho ba phải được yên lòng. Vậy anh ở lại nhé. Anh vẫn ở đây mà, chỉ là anh đã tìm được nhà trọ. Hôm nay anh chuyển tới đó. Sao anh phải thuê nhà? Anh cứ việc ở lại nhà của em cũng được mà. Anh ở lại khiến anh không thoải mái. Anh nghĩ anh chuyển ra ngoài sẽ tiện hơn. Bây giờ mình về với ba nha anh. Sao chị đi về nhà cùng với anh nữa? Hai người còn nắm tay nữa hả? Chị và anh Long làm lành với nhau rồi. Thì ra lúc nãy chị chạy đi á, là chị đi theo ảnh để đăng nỉ ảnh quay lại với chị hả? Chị sợ mất ảnh dữ vậy hả? Chị yếu mềm quá vậy? Không phải là chị yếu mềm, mà là chị nhận ra là mình còn yêu anh Long nhiều lắm. Anh à, cho anh một cơ hội chuộc lại lỗi lầm nhé. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho chị ba của em. Ừ, anh nói thì anh phải giữ lời đó. Chị ba em nói như vậy thì em phải nghe theo, vì đây là chị của em. Còn anh nói mà anh không giữ lời, anh mà còn để chị ba em buồn nữa thì đừng có trách em. Có chuyện gì mà ồn ào vậy mấy đứa? Ba. Dạ ba. Dạ
con suy nghĩ kỹ rồi. Con thấy là anh Long anh nhận ra lỗi lầm và cũng thành tâm sửa đổi nữa. Cho nên con nghĩ là mình sẽ cho anh Long một cơ hội. Con hứa với ba, con sẽ làm mọi thứ để dân hạnh phúc, và con sẽ không bao giờ để cho dân buồn bã hay đau khổ gì nữa hết. Nghe hai đứa nói vậy, ba vui lắm. Thôi, đi vô nhà đi. Dạ. Dạ. Anh Long, anh nói thì phải giữ lấy lời đó. Chắc chắn rồi. Năm 26, 27. Trời đất ơi, tại sao con lại kho cá vị cam ở nhà nữa? Tại sao không qua nhà chú Tư kho cho ổng? Dạ, con kho đủ số lượng con đưa cho chú Tư rồi. Còn cái này á, là con kho riêng để con bán. Ba đã nói con rồi, ba đã bán bản quyền cho chú Tư. Con bây giờ chỉ có việc kho cá cho chú Tư bán thôi, con không được tự ý bán nữa. Sao kỳ vậy ba? Cá vị cam á, là con nghĩ ra, thì con nghĩ con làm bán đâu có sao đâu. Cá vị cam là xuất phát từ cá truyền thống của ba, mà ba đã bán bản quyền cho chú Tư. Có nghĩa là cá vị cam của con cũng là cá của chú Tư. Con đừng có để cho người ta nói ba nữa. Gì vậy ba? Lúc nào ba cũng vậy hết á. Ba có nghe là chú Tư rồi ba nhận thiệt thòi gì mình không à? Vấn đề không phải là thiệt thòi, mà là uy tín của ba, hiểu chưa? Mình đã hứa với ai một lời thì suốt đời mình phải thực hiện cái điều đó. Nhưng mà cá vị cam của con á, nó không có trong thỏa thuận của ba và chú Tư. Thì coi như là không có trong thỏa thuận đi. Nhưng mà cá vị cam của con á, kho không có ngon. Vị chín vị nói á, vị ăn á, không có thích. Ba, ba không muốn con kho cá vị cam á, thì ba cứ nói bình thường thôi. Cho dù vị chín có nói không ngon đi chăng nữa, thì cũng còn những đối tượng khác, như với trẻ tụi con nè. Con đưa cho họ ăn họ nói thích mà ba. Với trẻ tụi con á, hiểu gì về ẩm thực hả? Hôm nay khen ngày mai chê. Ba đúng là cổ hủ á. Bây giờ giới trẻ trong thành phố á, người ta thay đổi nhiều lắm rồi ba. Từ ẩm thực tới thời trang, họ thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của họ. Nhờ những điều đó mà sao họ mới phát triển đó ba. Con nghĩ là ba nên cập nhật đi. Sao con dám nói ba cổ hủ? Dạ, con xin lỗi. Con nghĩ là ba nên thay đổi đi. Giữa con với ba không đồng nhất quan điểm, cứ xảy ra mâu thuẫn hoài. Giống như cái việc mà con muốn đưa ba lên trên thành phố để phụng dưỡng ba. Đưa ba đi ăn gà rán, ba đòi ăn gà ta. Đưa ba đi ăn pizza, ba đòi ăn bánh xèo. Mấy cái món đó là cái món thịnh hành của giới trẻ rất là thích. Tụi con muốn bù đắp cho ba, mà bây giờ ba cứ vậy hoài, tụi con không biết cách nào để bù đắp cho ba hết. Ba không cần con bù đắp ha. Ba chỉ cần tụi con nghe lời ba là được rồi, hiểu chưa? Con lớn rồi, con có quyền quyết định của con. Ba cho con cái quyền tự do quyết định công việc của con được không ba? Chuyện gì cũng được, còn chuyện kho cá vị cam để bán là không được. Khách hàng người ta cũng đã đặt con rồi, con cũng đã lỡ kho rồi, con phải đi bán hết cái mẻ này. Đứng lại! Sao ba đập thú cá của con? An, không, không có đâu. Ba không có cố tình xô đổ đâu, ba vô ý thôi mà. Có những cái ba nói không đúng, mình cũng phải nghe hả chị? Không có được nói như vậy, nói như vậy là hổn đó. Con nói ai không đúng hả? Con nói ai? Ba nói gì cũng phải có lý lẽ chứ. Con đã phấn đấu lắm rồi, sao ba không ghi nhận? Nếu thành công cái mẻ cá cam này thì chí ít số tiền con kiếm được con trả nợ gia đình mình một ít. Đáng lý ba phải ủng hộ con chứ. Không, ba không ủng hộ. Ba quá đáng lắm. An, à.
Tại sao vậy? Tại sao ba không nói cho mấy chị em mình biết sớm hơn, rồi mình tìm cách mình cứu được ba rồi. Em biết tính ba từ đó tới giờ mà. Ba lo cho ba anh em mình thì được, chứ có lúc nào ba muốn là tụi mình lo cho ba không? Và lại cái này là bệnh ung thư đó. Đúng rồi. Chị ba, ba bị ung thư máu mà. Lấy máu của em đi. Lấy máu lấy tủy của em nè. Đi, đi về. Không được, không được ba. Chị không muốn cứu sống ba hả? Em bắt nó không nó đi có được không? Đâu phải muốn làm là làm được đâu. Muốn làm thì chuyện đó cũng phải tương thích cho phù hợp chứ. Nếu mà có thể làm được chuyện đó thì chị sẽ là người hiến tủy hiến máu cho ba nè, chứ không cần tới em đâu. Em mà cứ như vậy ba biết ba sẽ buồn hơn đó. Điều duy nhất lúc này chị em mình có thể làm cho bà vui, rồi đợi anh Vũ về rồi mình tính tiếp có được không? Làm gì cho ba vui? Em làm cho. Bây giờ chị em mình về nhà ăn cơm với ba. Rồi em nhớ là em đừng tỏ ra bất cứ điều gì bất thường để ba biết là biết ba bị bệnh nha. Có được không ba? Em không làm được. Nhìn chị nè. Phải được. Phải được em biết không? Em không có làm được. Sao phải giấu cảm xúc của mình như vậy chứ? Tại vì ba muốn. Nếu mà ba muốn giấu thì chị em mình chiều theo ý ba đi. Đừng có cãi ba nữa có được không? Mình làm cho ba vui nha. Con mời ba ăn cơm. Ăn cơm đi. Dạ. Sao ngồi khóc vậy? Bộ con giận ba hả? Không có đâu ba. Út nó không còn giận ba nữa đâu. Đúng không? Con không có giận ba, sao con khóc gì? Ba biết con á, là trách ba là người cổ hủ, không phải là vì ba không cho con sáng tạo, mà vì ba là người lớn, ba không thể nói hai lời được. Ba đã bán thương hiệu cho người ta thì phải thực hiện đúng chứ. Chú Tư mà trách móc ba thì ba không chịu được. Với lại con biết đó, mình đang thiếu nợ người ta, mình không thể làm sai được, con hiểu không? Con xin lỗi ba. Con sẽ qua dạy chú Tư kho cá trả nợ, rồi con sẽ tìm cách lấy lại thương hiệu cho ba. Ba đừng có lo lắng. Thương hiệu đó sau này sẽ thuộc về con, con tự quyết định. Anh Bảy đâu vậy? Đi hóng mát.
Tôi nói anh Bảy đúng là có phước nha. Độ tuổi anh Bảy á, an nhàn nè, đi dạo thảnh thơi như vậy là quý lắm đó anh. Ờ, mà cá bóng mùa này trúng mùa đó, mà có bán được nhiều không? Được chứ anh. Từ ngày nghe nó về, nó làm cái nghề cá bóng kho của anh đó. Ta nói cá bóng không đủ giao cho nó với xưởng chú Tư nữa đó. Thiệt vậy hả? Thiệt mà, nhờ thằng An mà tụi tôi sống được. Không chỉ có làng mình mà những làng kế bên cũng sống được nữa. Mong là công việc của thằng An trôi chảy và phát triển nè, thì tụi tôi có công ăn việc làm, có thêm thu nhập nữa. Ừ, vậy thôi mấy anh làm đi ha. Dạ, tôi đi đây. Dạ, anh Bảy đi. Con có biết không, từ ngày con có sáng kiến kho cá dị cam, con đã tạo điều kiện cho người dân ở trong làng có thu nhập tốt. Ba thấy con á là một đứa thông minh, sáng tạo. Thật tình là ba không lo được cho tụi con tới nơi tới chốn, cho nên tụi con mới cực khổ như vậy. Ba đừng có nói như vậy mà. Ba lo cho tụi con như vậy là đầy đủ lắm rồi ba. Thôi, mấy đứa ăn cơm đi. Dạ. Dạ. Ăn đi con. Rồi, còn mặn nữa đâu. Nó vẫn còn giận ba đó Caro. Thôi con ăn đi. Nè Út. Dạ. Hứa chú một câu cho ấm bụng coi. Chí thú làm ăn, dành dụm tiền á để cưới duyên rồi nuôi vợ suốt đời, chứ đừng có tanh tanh ba hộ và cái thay lòng đổi dạ. Chú không ưng bụng đâu nghe. Ba này, ba làm với con là cục nợ vậy, phải lo suốt đời. Sở dĩ á, ba nói vậy á, là ông bà đã dạy sao, giao đổi bạn sang đổi vợ, nhắc nhở nó trước vậy vẫn hơn á. Chú Tư cứ yên tâm. Ừ. Con hứa với chú Tư, con sẽ bảo bọc em Duy đến suốt cuộc đời. Ừ. Cho đến khi sự nghiệp tiêu tan thì thôi. Ý chàng, nói con không hên con. Ừ. Mới khởi nghiệp đã nghĩ tới chuyện tiêu tan rồi hả? Nè, anh á, là phải noi gương người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này. Đó là ba em. Dù nghèo hay giàu cũng chưa bao giờ có ý định bỏ má em hết. Trời Phật ơi, nuôi nó từ nhỏ tới lớn nó được câu ngọt cái mía rồi. Cảm ơn con nghe. Ừ. Công nhận chú Tư có một thằng con rể đáng đồng tiền ghê. Do ăn ở thôi mày. Nè, đám cưới tụi nó, vợ chồng con cái mà có mặt đầy đủ cho tao nha. Mọi người cũng vậy nha, ở nhà có bao nhiêu kéo róc hết cho tôi nghe chưa. Chú yên tâm, con kéo nguyên cái nhà phả đi luôn. Được hết á, có bao thơ là vô cửa liền. Trời chú ơi. Đám cưới con tôi sẽ lớn nhất từ trước đến nay, và đặc biệt nhất vùng miền này. Nói chắc nửa trái cam nó lấy nước kho cá rồi, còn nửa trái còn lại nó để trên vậy. Cái hơi bốc lên á, cái nó gặp nước cam nó nhiễu xuống, nó có tin chắc làm ngon con cá. Tôi nói công thức này á. Ý kìa, hai đứa còn đi chơi không đi? Dạ, để làm cho. Con đang bận quá. Tôi đã dở tay nêm cá đi mà. Đi vô, để tháo, đi vô. Dạ. Đi vô đi con. Dạ. Đi vô đi cho thợ nấu. Giả bộ đi hái cam hay gì đi. Ê, nè anh bạn già, mình biết đẻ con mà mình không biết xài, để người khác xài. Đừng có càn anh càn nạch đi qua đây á, cản đảng rồi bắt nó về bệnh nghe. Đừng có mơ. Dầu sao nó cũng thương duyên, nó sắp bán rễ nhà tôi rồi. Tôi qua đây á là để coi thằng con trai tôi nó có làm được cái gì hay không. Chắc chắn là không rồi. Chẳng qua là nó mết gái tôi quá, nó kiếm việc làm chung để nó có cơ hội lân mẫn gần gũi.
chứ thành công gì công thức cá bóng kho nước cam chè. Đừng cản trở tôi nói nghe. Tôi không có ý đó đâu. Tôi chỉ muốn nó làm những cái gì mà nó yêu thích, hoặc nó sống gần người mà nó yêu thương. Rồi tôi qua đây coi anh có thật lòng yêu thương nó không, hay là anh bằng lòng nó với mục đích khác. Cái khác là cái gì? Ý anh đang nói là tôi lợi dụng nó hả? Tôi nói là tôi thương nó, mà nói quạch tẹt ra là nó thương gái tôi, mà anh gái tôi cũng thương nó, nên tôi cho hai đứa nó đến nhà thường xuyên. Anh đừng nghĩ là tôi lợi dụng nó nghe. Thường thường xưởng của tôi cũng buôn bán tấp nập mà. Nhưng mà lúc này ông bán được nhiều hơn đúng không? Tôi nghe tụi trẻ nói á, thì bây giờ tụi nó thích ăn cá bóng kho vị cam hơn á, là cá bóng kho truyền thống của tụi mình đó. Tụi nhỏ nào? Nghe đâu? Thì trên mạng đó. Ý chè. Cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng đó. Ừ. Chà, lúc này tân tiếu hen, hết quê mùa hen. Thì tôi cũng phải thức thời chứ. Bây giờ thôi, cứ cho là sáng kiến của nó đi. Nhưng anh phải nên biết cái hệ trọng là hột giống mà gieo xuống đất có đất tốt hay là đất phèn mới là quan trọng. Đây là miếng đất tốt, kích thích cho hạt giống nó phát triển lên. Nếu như tôi không hâm nó, nếu bay không có sự nghiệp kho cá bóng cho đàng hoàng nha, sẽ không cho bay tiếp cận viên duyên, thì nó vẫn là thằng út bóng lông bông của anh ngày nào thôi. Nên anh chưa có bắt được nó về làm cho anh đâu. Trừ khi nào nó đủ tiền cưới duyên rồi và lo cho duyên được rồi đó, lúc đó tôi sẽ trả nó lại cho anh. Cảm ơn ông. Tôi không có bắt nó về đâu. Bởi vì tôi là người kêu nó qua làm cho ông mà. Ủa gì hả? Ừ. Anh Bảy, mời anh Bảy vô uống nước. Thôi được rồi, khi nào rảnh qua tôi uống trà. Tôi về nghe. Anh Bảy.